chúng ta cùng nhau đến ngay với bán đấu thứ 5 giữa Box Gaming và Sài Gòn Phantom. Những sự khó khăn phần nào đã được Box Gaming cởi bỏ khi mà họ có được ván thắng trước đối thủ của mình ở trong trận đấu gần nhất, trong ván đấu gần nhất. Bây giờ thì họ sẽ phải tiếp tục chơi như vậy. Họ phải mang đến những tinh thần mà họ đã thể hiện trong ván đấu gần nhất như vậy ở trong trận đấu này. Đúng là như vậy, và bây giờ bên phía của Box Gaming có một cái chuyển dịch mà nó ở trên người của Akashi với Zata. Các bạn hãy nhanh chóng nhập cốt vì chúng tôi đang giới hạn cốt này, và nhập tại trang web 8.11.liênquân.vn gạch chéo đặc biệt. Bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom có hai chuyển sinh trên người của Lạc Lạc và trên người của Zeret. Hỏi thăm màu xanh đối phương trang, Opa đang đi cùng Ara sang khu vực này. Đây là ván đấu mà Ara sẽ sử dụng chất tướng là một đấu sĩ, và vì vậy Opa có lẽ cũng không cần ôm đường rồng quá nhiều. Anh ta sẽ di chuyển nhiều hơn sang khu vực đứng giữa cũng như là thám thính các khu vực dưới nữa. Vâng, ăn xong cho mình con bùa đỏ rồi và cũng đã giải quyết xong con quái con ở đây. Ít kinh nghiệm đường giữa giống như cái cách mà anh vẫn thường làm. Ara được nuôi với Ryoma, được hưởng trọn vẹn từ linh kinh nghiệm tại khu vực đường giữa, thậm chí là khu vực ẩn giữa nữa. Đó là cách mà quay lại từ sau tranh làm cú rất tốt để Zeret bị tấn công. Này anh ta không còn quá nhiều máu nữa, 1.000 máu và anh ta lui về được thành công. Nhìn nhiều tiền đang là những thứ chú dành cho Box Gaming lúc này thì vẫn đang làm thế trận. Kim Lee Soan, Yên Bình. Tôi nhận thấy là rằng trong ván thi đấu vừa qua thì ván thi đấu này là ván thi đấu mà Box Yên Bình nhất. Ván thi đấu trước đó họ toàn bị áp đảo, họ không có được thể kiểm soát tốt và bảo vệ tốt cho NPC như thế này. Ván thi đấu này thì Box Gaming lại là những người đang di chuyển cách tương đối mượt mà hơn so với phía đối phương. Nồng năng là bất lợi, mất 1.000 phun hoa chính xác từ vị trí của Yubi, nhưng Akashi đã có mặt ở đây. Anh ta hoàn toàn có thể dùng thiên dực bị tấn công vị trí của đồng năng của đường trên, và đúng là như vậy, mang lên thiên dực vô sách và chiến công đầu. First day kill dành cho Box Gaming, dành cho Akashi trong bản thi đấu này với Zata. 20 triệu cho Akashi và đó là chiến công đầu. Bù lại thì con rồng đầu tiên nó đã thuộc về đội tuyển Sài Gòn Phantom, nhưng chiến công đầu vừa rồi đã giúp cho Akashi có lại được sự tự tin. Akashi hai ván đấu đầu tiên và cả ván đấu thứ ba nữa chơi có lẽ là không thể coi là ổn được, nhưng trong ván đấu thứ tư Akashi đã chơi tốt dần lên. Có lẽ đó là sự trở lại trang. Ván đấu này thì Akashi là người có được đầu tiên. Ara nên cẩn thận, anh ta tạm được một đường dịch bên phía đối phương, nhưng đối phương đã có được thông tin của anh ta, thậm chí có cả Zeret ở bên cạnh giới nữa. Nhưng với chân tướng Rima, anh ta hoàn toàn thể tự do đảo đường một tình huống nguy hiểm. Anh ta vào trong bụi này có thể gặp nguy hiểm. Ara đủ tỉnh táo, tình huống có thêm cả Lạc Lạc ở đó nữa, đã có cú hút Opa. Anh ta liệu hút được ai không? Anh ta không hút được ai cả, nhưng Lạc Lạc chúng cũng cú lao cơ khí. Đặc là quay trở lại, anh ta bật lên cho mình thiên trận và khiến cho đối thủ phải lui về với cú xoáy hạt giống sinh mệnh của cả Zeret nữa. Một tình huống quay người tốt của đội tuyển Box Gaming ở khu vực đường dưới này là công ty của NPC cũng là chính xác. Hơi tiếc một chút, hơi tiếc một chút cho cú của Opa. Box đang rất chi tiết và vô cùng gọi là cẩn thận trong tình huống này của mình. Chỉ cảm thấy quá nguy hiểm mà không quyết định lao vào tấn công đối thủ trực diện. Họ cảm thấy có thể chơi được, họ sẽ chơi. Ván thi đấu này, ván thi đấu vừa qua cú đến Opa không ăn nhập lắm, cú lao cơ khí đến vị trí của Sleep và Box lựa chọn lối chơi. Tại sao chúng ta có chuyện với chất tường đánh lết như thế này mà phải đánh đôi co đối phương quá mạnh đầu trận đấu? Bây giờ chúng ta hoàn toàn thể đối đầu với cả đối phương, chạy đua đối phương về thời gian được. Bởi càng về sau thời gian thì những chất tướng như là Zata, những chất tướng đặc biệt là với Slim sẽ khỏe hơn rất nhiều. Và đó lý do vì sao Box Gaming họ chắc chắn và cẩn thận trong tình huống gánh đến như vậy. Còn đối với đội tuyển Sài Gòn Phantom thì đây cũng là một trận đấu mà họ đang chơi chậm hơn so với những trận đấu trước đó. Kể cả ván đấu thứ tư thì cũng là ván đấu mà Sài Gòn Phantom đã đẩy nhanh tốc độ, dù họ sở hữu cho mình chất tướng có thể coi là một đối thủ trong giai đoạn đầu của ván đấu với 4 tay cơ tổng cộng trong đội của mình. Nhưng đây là ván đấu mà họ cũng đang có vẻ như có một sự cẩn trọng nhất định trước Box Gaming thì phải. Vâng, đã có mặt tại đây để một tình huống gánh cả 4 người. Akashi đứng ở đằng sau backup cho vị trí của Ara. Ara giành bách biến để thoát được đi, và sau đó tình huống lấy được cái con lính khu vực đứng dưới này. Một lần nữa thì Ara sau khi dọn xong lính lại di chuyển. Anh ta đang thủ rất tốt ở khu vực đường rồng, thậm chí ta còn được chăm di chuyển. Anh ta đúng rất ý. Chăm di chuyển và chịu khó di chuyển, và anh ta di chuyển cũng rất an toàn ở cánh rồng của mình, tạo nên một áp lực nó bớt lớn lên Opa khi ta không phải care quá nhiều cho vị trí Ara mất đi giao dịch sinh mệnh đến từ vị trí Zeret. Nhưng đẹp. Box Gaming né giao tranh. Ngay sau khi có được hạt giống sinh mệnh, họ chủ động lui, họ hướng tới khu vực đường dưới và có thể sẽ là con rồng này kill khu vực đường trên. Anh ta đã thua một cấp độ sau đồng năm. Ở đây thì đó là con rồng hắc ám đang được ăn bởi đội tuyển Box Gaming. Họ là những người chủ động hơn trong việc khởi động cho mình con rồng này, nhưng con rồng bị kéo ra khỏi khu vực an toàn của nó nhưng đã kịp dồn đa. Rất chính xác của NDG ở đây, đồng năm tốc biến qua bên kia bờ tường. Anh ta bị làm chậm với cú bắn vàng cũng đã bay được lên trời, đó là Akashi. Nhưng đồng năm là người đủ hay khả năng để có thể thoát được về. Ở đây bấm đua vị trí Akashi nhưng Akashi thoát được và băng vào đến vị trí QB là phun hoa, và đó là Ibanez. Và Ibanez lên bảng điểm số, Zeret bị hạ cùng với đó là QB. Zeret lên bảng điểm số rất nhanh và anh ta kẹt lại giữa một bên 4 người bên phía của Box Gaming. Qua đó thì khu vực đường dưới này có thể tấn công dành cho đội tuyển Box Gaming chăng? Cú chọc chính xác đến từ Ara, sau đó là đoạn chạm. NDG băng đến nhưng NDG chưa đủ sát thương để có thể lấy được. Đối phương bọc đầu Opa có mặt ở đây, Akashi có mặt ở đây, họ đang muốn tập kích đối phương. Một tình huống là cực kỳ tốt, xe lính không còn quá nhiều máu nữa. Zeret đã hồi chưa cuối và Box Gaming chủ động lùi đứng trên. Quất roi rất tốt, kéo được vị trí QB về, băng vào khiến kiếm lên kích. QB vẫn có thể hồi phục được và bấm chưa thể làm gì cả, nhưng anh ta khiến cho QB phải lui về, và qua đó cái trụ này sẽ dễ dàng dành cho Sài Gòn Phantom.
Vâng, có một tình huống xử lý rất tốt và đó là tình huống mà QOB cũng đã không quá cố chấp ở lại để đổi cái mạng mình vì anh đang nghĩ rằng không thể nào dọn được những con đường chuẩn bị được đẩy vào và qua đó thì Vâng lấy được trụ khu vực đường trên. Đường dưới này thì điều tương tự có vẻ như đang xảy ra, Kiara tỏ ra đơn độc. Opa bây giờ mới đang đến đây. Nhưng Ara có cầu băng sườn và anh ta đã kịp thời né được một tình huống giao tranh và cú gặp bóng cười vô cùng khó chịu đến từ vị trí của ba thành viên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Ara đang cho thấy một sự rất chắc chắn ở khu vực đường rồng. Anh ta đã cò quay và cố gắng phòng ngự đợt tấn công từ ba người trở lên rất tốt đến từ vị trí bên phía đối phương. Một lần nữa thì trụ đầu nó lại thuộc về Sài Gòn Phantom nhưng có vẻ như là Boss Gaming đang là những người rất chủ động. Cú hút của Opa một lần nữa không hút được ZF. Có giải hướng bật lên chiêu cuối rồi. Có giải hướng từ vị trí của ZF nên cú hút đó không thành công. Và sau đó thì ZF cũng dễ dàng có thể cùng với hai thành viên Sài Gòn Tôm giành lại được lợi thế trong khu vực rừng của chính mình. Đường giữa cái trụ không còn quá nhiều máu, Đồng Nam đang đẩy lính cao khu vực đứng trên này. Sẽ có giao tranh chăng? Bốn người của đội tuyển Box Gaming đang có mặt ở đây và họ có vẻ như đang cực kỳ quyết tâm để lấy được trụ đường giữa. Về mặt lượng tiền thì Box đang vẫn nhiều hơn đối thủ khoảng 1000 tiền ở vào thời điểm này. Nhưng về mặt lượng trụ thì họ lại đang thua thiệt hơn một trụ so với đối phương. Thua thiệt hơn một trụ. Sài Gòn Tôm tiếp tục di chuyển xuống dưới này, Ara cũng có mặt tại đây. Và bây giờ lợi thế và nhân sự đang là khá cân khi mà ba thành viên của lại Box Gaming cũng có mặt ở khu đường dưới để có thể kiểm tỏa cho Ara đối phương ganh như thế nào, tập trung bao nhiêu người. Box Gaming di chuyển tập trung đủ từng đấy người và có được những trụ đầu đường dưới này một cách tương đối tốt dành cho bên phía đội tuyển Box Gaming. Băng vào loạn trả của Ara, Ara giữ lại không. Ara vừa có cú tốc biến, tôi nghĩ rằng là hình như là quả đấy là kết hợp của đấy tốc biến nhân tại chỗ. Anh ta định chuyển sang cái biến bấm nhầm tốc biến, hai cái tốc biến khá ảo đến từ Ara nhưng không sao cả, vẫn đang là kiểm soát con rồng này, trong khi ZF thì đang giúp những đồng đội của mình dọn lính. Akashi đã lấy được nó và tôi vẫn nghe tiếng của Ara bắn vào giáp tay thực kỳ rất đẹp mắt và cú khiêm kỳ lĩnh kích đó khiến cho Ara bốc hơi. Tình huống mà Băng đã hóa giải được thế đánh kiểm soát vô cùng khó chịu được tạo ra đến từ Box Gaming. Đường giữa này thì vẫn còn đủ nhân sự để có thể dọn dẹp những con lính được đẩy vào và Sài Gòn Phantom thì họ tiếp tục hướng vào khu vực hang bùa của đối phương và đang có ba người ở đó. Có lẽ NEG sẽ khó để giữ lại được con bùa xanh này chăng? Đường dưới này thì không có ai phòng ngự cả và sẽ mất đi trụ đầu vì Ara đã phải nằm xuống rồi. Một tình huống mà Ara bị sốc sát thương quá nhanh và những nỗ lực mà Ara phòng ngự được cái trụ đầu khu vực đường rồng lâu đến phút thứ 8 như thế này đã hoàn toàn bị vụn vỡ. Bây giờ thì hiện tại bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom đang không chênh quá nhiều tiền, thậm chí họ đang cân tiền với nhau về lối chơi kiểm soát lượng tiền. Lại cân tiền rồi. Rất cân tiền ở thời điểm này. Nhận định FM1 hiện tại đã là 44% cho Box Gaming và 56% cho Sài Gòn Phantom. Vẫn khá cân, Trong khi mà Box Gaming phải đánh cẩn thận thì Sài Gòn Phantom cũng đang cực kỳ cẩn thận ở trong trận. NEG cướp lại được con bùa xanh. Và đó là thần trận bật lên bởi Lạc Lạc tấn công vị trí của Opa. Opa bật lên tàng hình để có thể chạy thoát đi, trong khi đó thì vẫn đang có một tình huống mà Ryoma của Akashi, xin lỗi bạn, của Ara lần này được cắt cử đi đẩy lính ở khu vực đường trên, sau đó di chuyển ra khu vực đường giữa để hội quân cùng đồng đội. Rất có lãi, rất có lãi về hướng di chuyển này. Thì Box Gaming họ có được trụ đầu đường giữa, sau đó kia đi tiếp tục có được khoảng trống để lấy được cái trụ, qua đó cân về mạng lượng trụ của khu vực đường rồng này. Và hiện tại thì bên phía Box Gaming đúng là chúng ta đang được chứng kiến một thế trận kiểm soát và đó là lối chơi mà có vẻ Box Gaming, màu sắc của Box Gaming. Bằng và QOB, bằng solo kill thắng QOB rồi, cũng được kết hợp hút. Và ZF cũng đang có mặt đây cùng Đồng Nam nhưng vẫn còn con xe. Và có NDG ở đây với những cú bắn của mình lấy được cái trụ. Bắn rất đau. Khu vực đường giữa này thì có bay lên trên rừng đến vị trí của Akashi. Nhưng băng vào Kikidit đã rất đau tại đây. ZF, anh ta bị hạ gục bởi đó là Red. Red hạ gục thành công Akashi. Nhưng ở trên tuyến khác thì Ara đã hạ gục thành công cái mạng của ZF. Đó là NDG. NDG bắn rất rát và anh ta lách được cú dây thừng chân thật đến từ vị trí của Lai Bung. Ở đây thì Ara kẹt lại rồi và anh ta phải lên bảng đếm số. Opa hút được Bung, NDG đang bắn Bung, Opa bị kéo lại bởi dây thừng. Bung lấy được cái mạng của Opa nhưng anh ta đã phải nắm lại chăng chưa, vì có một sơ được bật lên, NDG phải chạy rồi. Ủa, tốc biến kết hợp với tình huống đùa sốc nhưng không thành công. Bung anh ta gần như không tham gia vào bất cứ một tình huống giao tranh tổng lực nào đến với Sài Gòn Phantom cả. Anh ta di chuyển độc lập, anh ta có những điểm hạ gục solo kill và anh ta đang gồng gánh đội tuyển mình tình huống giao tranh vừa qua. Và đây con là tà thần xe ra quá dễ cho Sài Gòn Phantom. 4-1 rồi. Anh ta thì di chuyển đột biến, anh ta thì di chuyển một cách cá nhân để có thể tạo được lợi thế đối phương trong cho đồng đội của mình trong bối cảnh mà Sài Gòn Phantom đang gặp bất lợi và anh ta đã phá bỏ được lối chơi kiểm soát vô cùng khó chịu đến từ Box Gaming. Thêm một ván đấu nữa thì Sài Gòn Phantom lại là những người có được con tà thần xe ra trước so với những gì mà đối phương có thể làm. Và một thế trận mà ban đầu có vẻ như là họ gặp khó khăn khi mà đối phương có hai mạng ủng trước. Nhưng sau đó thì họ đã làm được điều mà Box Gaming đã không thể làm khi mà lật kèo ở vào thời điểm này. Đây là tình huống trước đó, ZF đã phải dính cú đam sát thương cuối cùng đến từ NDG lên. Nhưng Bung đã có mặt ở trong pha này và sau đó thì truy đuổi vào vị trí của NDG. Pha này Ara đơn độc quá, họ chủ động lui về khi mà họ phát hiện rằng bên phía đối phương có một tình huống kêu gọi người rất đông các thành viên Sài Gòn Tôm. Cú kéo khá tốt kết hợp với cầu băng xương để giúp cho băng outplay được các thành viên bên Box. Bây giờ thì cả 5 thành viên Box tập trung thành khu vực đứng giữa. Đối phương cũng có 5 người. Mục tiêu của Sài Gòn Tôm là chưa có lính để lấy cái trụ đứng giữa này.
cái trục đường giữa này là điều mà hiện tại Bóng Đá Minh đang dùng toàn bộ những gì mình có để bảo vệ nó. Và Sài Gòn Tôm đang rất nóng ruột muốn lấy cái trụ đó, bởi đấy là cái trụ có lẽ là xương sống và mấu chốt để Sài Gòn Tôm có thể tấn công vào các khu vực rừng và bùa bên phía đối phương. Và lúc này thì NEC đang có cho mình cây đê là 101, 8.300 tiền và đang lên có lẽ hướng đến đồ xuyên giáp là tuyến Muramasa. Nhưng tôi nghĩ rằng lượng đồn từ NEC cũng không hề thua thiệt một chút nào cả. Thậm chí anh ta còn nguyên gấu băng xương ở trên người và 8.400 tiền. Anh ta vẫn có thể lớn một cách gọi là ở mức độ này là chấp nhận được. 8.500 tiền cũng không phải là một chênh lệch quá lớn. Một con số phần nào với cả Băng mà thôi, dù Băng đang có một cái đê rất đẹp, đó là 401. Bởi vì quan trọng là những cú hút của Oppa như thế nào nữa, bởi lẽ rõ ràng là cái đại địa mở trói được lên bởi ZF đang khiến cho Oppa bị counter khá nhiều. Tình huống mà anh ta hút thường bị giải quyết đi bởi một cú bấm đến từ ZF mà thôi. Ép trụ đường dưới và dòng tiên phong cũng đang có mặt ở đây. Bỏ rồi, Bóc chấp nhận bỏ, Bóc chấp nhận bỏ. Thay vào đó thì bên phía KOB sẽ di chuyển khu vực đường giữa để có thể bảo vệ được cái trụ đầu tiên tại khu vực đường giữa. Còn đối phương thì con dòng tiên phong này vẫn còn khá nhiều máu. Và Ara đang nhảy ra với thần ánh bách biến của mình, sau đó là một cú trọng. Đường giữa vẫn đang giữ được cái trụ. Ở đây thì đang cố gắng phòng ngự đến từ ba thành viên bên phía của Box Gaming, có làm được điều đó hay không đây khi con rồng đang đổi máu với cái trụ khu vực đường dưới này. Và xảy ra giống sinh mệnh đến từ ZF nhưng không có lính. ZF bị trụ bắn, trụ bắn cường hóa rất đau. Thiếu đi một tí nữa thôi là con rồng tiên phong đã bị xóa bỏ, mất đi tốc biến từ Lạc Lạc. Oppa đã thành công, Oppa bị kéo lại bởi đó là Bằng. Truyền thuyết cho Bằng, anh ta hạ gục thành công Oppa. Giao tranh nổ ra tại đây. Đồng năm, anh ta có cho mình cầu băng xương, quay trở lại tấn công Kyubi. Kyubi phun hỏa, cố gắng phòng ngự. Bằng vẫn chưa dừng lại, cú quất roi là trượt. Ara loạn trảm chưa ZF nhưng không mất đi quá nhiều máu. Và Box Gaming vẫn có thể phòng ngự được dù cái trụ tại khu vực đường dưới này chỉ có lượng máu quá thấp. Và hoàn toàn một tên nữa thì Sài Gòn Tôm sẽ lấy được cái trụ xuống cấp đầu tiên của bên phía Bóng. Sài Gòn Tôm có một tình huống băng trụ tưởng chừng như hơi sâu đến từ ZF nhưng họ chia đám sát thương cực kỳ tốt và đều thoát ra khi không mất đi bất kỳ một mạng hạ gục nào cả. Cùng với đó cũng phải nói thêm rằng cú thần trận được bật của Lạc Lạc nó là cực kỳ kịp thời. Và bây giờ thì có thể họ sẽ có được trụ khu vực đường giữa này chăng? Akashi đã có mặt ở đây rồi. Bạn nãy kể cả khi trong trường hợp xấu nhất là Bóc Kiên Minh bị đè tại khu vực đường dưới và con dòng tiên phong cũng như tơn lính đến từ Sài Gòn Tôm là lớn, thì Kyubi vẫn là người được cử ra khu vực đường giữa để dọn cái tơn lính rất cao đó. Đúng. Điều đó cho thấy rằng Bóc đang cực kỳ nỗ lực trong việc bảo vệ cái khu vực đường giữa. Ừ. Đường dưới thực ra chỉ cần một hit đánh tay nữa thôi đến từ Red là sẽ sập cái trụ đó. Trong khi đó thì trụ đường giữa vẫn đang còn nguyên cả 4 chiếc, các bạn chính xác hơn đó là 3 chiếc trụ đường giữa dành cho bên phía đội tuyển Bóc Kiên Minh. Và lúc này đây thì Slim trong tay NDG đã có đồ xuyên giáp rồi và đang hướng đến cho mình cái giáp hộ mệnh và đã bán đi cầu băng xương. Giáp hộ mệnh. Gần như bây giờ anh ta đủ chơi cả đúng thì đối phương. Chơi được rồi. NDG bây giờ quan trọng rằng là anh ta được chơi hay không. Đủ chơi khác với được chơi. Và lượng đồ này cho phép anh ta có quyền để gánh team cho bàn thi đấu này. Ara bị tìm thấy, bị tấn công bởi Bừng. Bừng đang đuổi theo, Bừng có giáp tay thần kỳ tiếp tục kéo lại Ara. Thôi xong rồi, không còn Ara nữa. Oppa và Akashi bị đẩy về với cú đẩy đến từ đồng năm. Wow. Một pha kéo rất cảm giác từ Bừng và qua đó họ đã có một khoảng trống tuyệt vời, có thể sẽ có được sự cấp thứ hai. Tốc biến Bằng và hạt giống sinh mạnh vô cùng quyết đoán. Oppa bị tụt bóng không phanh siêu việt cho Red. Mọi thứ diễn ra một cách quá trống vánh và chỉ còn Akashi tại đây. Kyubi đã chạy bộ về và đó sẽ là kết thúc của Box Gaming. Chúng ta đã tìm tới nhà vô địch và đó là Sài Gòn Phantom. Xin chúc mừng Sài Gòn Phantom với chức vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và họ đã đánh bại Box Gaming với tỷ số 4-1. Cuối cùng thì không có bất kỳ một tình huống lật kèo nào diễn ra cả khi mà Box Gaming đã đánh trận đấu cuối cùng của họ. Thực sự là họ đã quá thận trọng trong trận đấu này rồi.